Sau đây là hình ảnh và những đoạn phim tư liệu về nước Mỹ vào những năm 1940. Nhìn vào những thước phim tư liệu này, có lẽ bạn sẽ bị choáng ngợp trước một Hoa Kỳ phồn vinh và hùng mạnh với nền kinh tế thịnh vượng bậc nhất thế giới, một đất nước văn minh hiện đại cùng giấc mơ Mỹ hào nhoáng dành cho những ai mới lần đầu đặt chân tới nơi đây. Thế nhưng, khi một xã hội bước chân vào làn danh của sự phồn hoa thì ngay chính bên trong bản thân của nó lại tồn tại rất nhiều góc khuất. Trong một xã hội phồn vinh chú trọng về kinh tế thì nghiễm nhiên đồng tiền được xem là thứ tối thượng nhất, khiến con người ta mải mê chạy theo nó, dẫn đến sự suy đồi về đạo đức. Và nước Mỹ thời kỳ này cũng không phải là ngoại lệ. Đằng sau những vị tỷ phú đô la thì lại là hàng trăm ngàn người vô gia cư không nhà không cửa. Rời xa các khu đô thị sầm uất thì phía bên ngoài các thành phố lớn lại là những khu vực chìm trong đói nghèo triền miên. Quyền lợi và sự ưu ái thì chỉ dành cho những người có tiền, còn những người nghèo khó thì chẳng mấy ai quan tâm. Cùng với đó, đây cũng là thời kỳ nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ vẫn còn rất nhức nhối. Thời kỳ này đã có những đạo luật được ban hành để bảo vệ quyền lợi của những người da màu. Thế nhưng những người da màu, đặc biệt là những người da đen gốc Phi, vẫn phải chịu sự dè bỉu và khinh bỉ từ những người da trắng tự cho mình là thượng đẳng. Người da màu luôn bị coi là một chủng tộc thấp kém kể từ thời mua bán nô lệ da đen trước đó khoảng 400 năm. Người da đen đã bị đối xử vô cùng tồi tệ trong suốt một khoảng thời gian dài, cho tới năm 1964 khi những đạo luật bảo vệ quyền lợi của những người da đen được thông qua. Thế nhưng, hệ tư tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức của những thế hệ người Mỹ da trắng cổ hủ. Ngay kể cả là những người châu Á nhập cư, nếu muốn có một cuộc sống ổn định tại đây thì cũng phải phấn đấu gấp 5 gấp 10 lần so với người da trắng nếu như họ không muốn bị những người da trắng xem thường.